kể từ khi chính phủ Ontario cho phép mở các sòng bài quy mô vào năm 1994, thì đã có nhiều gia đình tan nát vì nạn cờ bạc. Và để phần nào giúp đỡ cho những người Việt Nam có nguy cơ đi vào bước đường này, thì Hội Người Việt Toronto đã có những chương trình quảng bá, cũng như những chương trình tư vấn chống cờ bạc. Và hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị anh Tôn Thất Hùng, tư vấn viên trong lĩnh vực chống cờ bạc duy nhất trong cộng đồng người Việt ở Canada. Có ý kiến cho rằng khi mà vào các casino, các sòng bài lớn đó, thì thấy người Á đông rất nhiều và người ta cho rằng là cái văn hóa của Á Châu, đặc biệt là văn hóa của Việt Nam phần nào ảnh hưởng tới cái sự đam mê cờ bạc của người Việt Nam. Anh nghĩ gì về ý kiến này ạ? Thưa anh thì tôi không có dám nói sâu về cái lĩnh vực văn hóa của Á Châu hay là văn hóa của Việt Nam. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái cuộc sống của người Việt Nam từ xa xưa cho đến ngày hôm nay, thì từ xưa mình đã thấy là trong dân gian đã có những cái màn chọi gà, chọi trâu, đá dế v.v. Thì nó cũng đã có cái, những cái hình thức cờ bạc từ ngày xưa rồi. Và ngày hôm nay tại Việt Nam hoặc là cái cuộc sống của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại hay là tại Toronto cũng vậy, những ngày Tết thì người ta vẫn thích chơi bầu cua cá cọp. Đó là những cái hình thức cờ bạc. Và tại gia thì người ta vẫn có những cái màn những cái sòng bài tại gia. Đó là thành ra cái hình thức cờ bạc nó luôn nó nằm trong cái cuộc sống của người Việt Nam, nhưng mà có thể là nghiện hay là chưa nghiện mà thôi. Một người muốn từ bỏ cờ bạc nhưng mà họ không có ý chí thì có cách nào để mà anh giúp đỡ cho họ hay không? Thưa anh thì trong cái tiến trình mà tư vấn đó, thì sẽ có rất là nhiều cái biện pháp, nhiều cái cách thức để mà chúng tôi làm việc với nhau, bản thân chúng tôi làm việc với đương sự đó. Mà cái cách mà thông thường mà cũng rất là quan trọng mà thường thường là tôi hay yêu cầu người ta thực hiện, tức là đi vào trong casino chụp hình, tiếng Anh họ gọi là self exclusion. Khi mà vào casino chụp hình và ký giấy, tức là yêu cầu, tức là bản thân người đó đồng ý không bước chân vào một casino nào hết ở trong tỉnh bang Ontario. Thì khi người ta chụp hình và cho mình ký xong thì bản thân đương sự sẽ không bao giờ có thể có cái cơ hội quay trở lại bất cứ một casino nào trong tỉnh bang Ontario nữa. Và nếu mà vẫn cố ý quay trở lại thì sẽ bị phạt hoặc là bị bắt. Dạ vâng. Và nếu như có một người nào đó họ khám phá ra người thân của họ đang trên bước đường nghiện ngập cờ bạc thì họ phải làm gì thưa anh? Thưa anh thì khi mà có một cái thân nhân gia đình mà khám phá ra thân nhân của mình, người thân trong gia đình mà bị nghiện ngập cờ bạc thì chúng tôi yêu cầu là điều đầu tiên xin điện thoại với Hội Người Việt và điện thoại với bản thân chúng tôi để có những cái lời khuyên và những cái biện pháp mà chúng ta làm cách nào để có thể bảo vệ gia đình đừng đi đến đổ vỡ và bảo vệ cái tài sản một cách khẩn cấp. Tại vì những người đang trong cái tình trạng nghiện ngập cờ bạc họ có thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện cầm cố nhà cửa hoặc là những cái tài sản. Dạ vâng, và xin anh nói rõ hơn vai trò của người thân trong việc giúp cho người thân của mình từ bỏ cờ bạc. Thưa anh thì vai trò của người thân trong người thân gia đình trong cái tiến trình mà tư vấn đó thì chúng tôi cũng phải dựa vào cái sự đồng ý của đương sự. Nếu mà đương sự đồng ý thì chúng tôi mới được phép mời người thân cùng hợp tác với chúng tôi trong tiến trình tư vấn. Còn nếu đương sự không đồng ý thì chúng tôi sẽ không mời người thân vào trong cái tiến trình này. Và nếu mà được sự đồng ý thì thường là chúng tôi có một cái bản hợp đồng. Cái điều đầu tiên là chúng tôi có cái bản hợp đồng cho đương sự cùng người thân ký với nhau. Và cái bản hợp đồng này không có cái một cái ý nghĩa gì về pháp lý hết, nhưng mà nó có một ý nghĩa về tinh thần và cái danh dự
của bản thân cái người mà đánh bài đó. Và khi họ ký với nhau, và nếu mà người đánh bài đó họ vẫn tiếp tục đi quay trở lại sòng bài, thì tức là họ đã vi phạm vào cái lời hứa, tức là danh dự của họ đã bị vi phạm đó. Thì tức là nó có những cái ràng buộc, nói chung là có những cái ràng buộc về vấn đề tinh thần, và người thân, thân nhân gia đình sẽ là cái một cái động cơ, là một cái gì đó để mà giữ chân cái đương sự trở lại ở trong nhà và không có đi đến những cái nơi có những cái màu sắc đỏ đen trong casino. Và cũng xin anh cho một lời khuyên cho một người đang bắt đầu đi casino và coi đó như là một phương tiện giải trí. Tôi chỉ xin thưa với quý vị, với đồng bào là đừng bao giờ nghĩ là cờ bạc là một thú tiêu khiển. Tại vì ngày hôm nay mình vào đó để mình giải trí, nhưng rồi ngày hôm sau mình có thể nghiện ngập. Điều này trong các báo cáo, trong các nghiên cứu người ta đã chứng minh điều đó. Và khi mà mình đã dính vào rồi, nghiện ngập rồi thì rất là nguy hiểm. Tán gia bại sản và thân bại danh liệt là một cái điều hầu như là đương nhiên sẽ xảy ra, rất là nguy hiểm. Thành ra tóm lại là tôi xin quý vị đừng nên đùa với lửa. Nếu đồng bào có nhu cầu tìm anh để mà được tư vấn thì họ liên lạc với anh ở đâu ạ? Thưa anh, thì trong giờ làm việc thì họ có thể điện thoại cho Hội Người Việt ở số điện thoại là 416-536-3611, đường dây 224, extension 224. Và sau giờ làm việc thì họ có thể gọi điện thoại tay, điện thoại cầm tay 416-567-3625. Tôi xin lặp lại, 416-567-3625, đó là số điện thoại cầm tay. Khi mà nhận được điện thoại của quý vị thì chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị đó ở trên phone và sẽ sắp xếp những cái lịch để mà tiếp xúc với quý vị đó tại văn phòng. Thì cái lịch là làm việc của chúng tôi có thể linh động giải quyết, tức là không nhất thiết là phải xảy ra trong giờ hành chánh, có thể là sau giờ làm việc hoặc là cuối tuần. Và tất cả những dịch vụ tư vấn này đều hoàn toàn miễn phí cho thân chủ của anh, có đúng hay không ạ? Dạ thưa anh, đúng, tất cả các dịch vụ tư vấn của Hội Người Việt dành cho cộng đồng Việt Nam tại Toronto hoàn toàn miễn phí. Xin anh cho biết những hoạt động trong tương lai của anh trong việc chống nạn cờ bạc trong cộng đồng người Việt ở Toronto. Thưa anh, thì trong tương lai, đương nhiên là Hội Người Việt Toronto cũng sẽ tiếp tục những chương trình quảng bá và chương trình tư vấn như những năm vừa qua. Và tương lai gần sắp tới thì tôi cũng đã được chọn vào trong nhóm của đại diện cho Canada, một nhóm 3 người, bản thân chúng tôi và 2 người của 2 cơ quan khác, và 3 người chúng tôi sẽ đại diện cho Canada đi qua thuyết trình cho một cuộc hội thảo tổ chức có tính cách quốc tế tại Hoa Kỳ vào mùa hè năm 2006. Nhưng mọi chuyện thì hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, và chúng tôi sẽ có những thông tin mới cho đồng bào. Dạ thưa vâng, và xin cảm ơn anh Hùng đã đến với chương trình hôm nay và đã đóng góp những ý kiến cũng như là những thông tin rất là bổ ích cho cộng đồng. Xin cảm ơn anh. Dạ, xin thành thật cảm ơn anh Việt Tiến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe đài.